Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phận sinh vật cảnh Võ Văn Thưởng làm gì để tồn tại chốn quan trường hiểm ác. Độc đảng là một bộ hình mà trong đó chỉ có một nhóm người được quyền cai trị đất nước. Tình trạng này tương tự như thời phong kiến chứ chẳng khác gì bao nhiêu. Để lên được chức chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng được bậc cha chú dọn sẵn rồi đặt ông ta lên đó. Suốt đời làm chính trị không có tư tưởng gì mới, vẫn nhai đi nhai lại những gì mà thế giới đã vứt vào sọt rác từ 37 năm qua. Về khả năng quản trị không thể hiện được gì, trong khi đó ngoài xã hội thì có rất nhiều nhà quản trị tốt, không được làm một chức vụ gì trong bộ máy của nhà nước. Đây là hình ảnh tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng được ví như công tử bột vì ông ta có số hưởng, vì ông ta bất tài vô dụng. Thậm chí khả năng xây dựng nên một trụ trong chính trường, ông ta cũng không có đủ khả năng. Ông ta bám thật sát vào ông Nguyễn Phú Trọng và mọi thứ nhờ đồng chí Tổng Bí Thư dọn cỗ trò. Cũng có một thời Phạm Minh Chính nép vào sống dĩ hòa vi quý trong Ban Bí Thư với chức vụ trưởng ban tổ chức Trung ương. Nhưng rồi khi có cơ hội, Phạm Minh Chính đã bung khỏi ngôi nhà Ban Bí Thư, nhảy ngang sang chính phủ, chiếm luôn chiếc ghế thủ tướng, vẫn đẩy Vương Đình Huệ ra rìa. So với ông Võ Văn Thưởng thì Phạm Minh Chính bản lĩnh hơn, mặc dù mới đây ông Chính đang tứ bề thọ địch nhưng ông dám đương đầu, dù rằng không biết số phận chính trị của ông Chính có kéo dài được hết nhiệm kỳ hay không. Một cây bút có tiếng tại Việt Nam nhận xét cho rằng ông Võ Văn Thưởng chỉ xứng đáng với vai trò làm sinh vật kiểng để cho Đảng Cộng sản trang trí. Ông Võ Văn Thưởng không đủ khả năng dám đương đầu với sóng gió như ông Phạm Minh Chính. Hay như người tiền nhiệm của ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đặt ông Võ Văn Thưởng vào vị trí đứng mũi chịu sào như chức thủ tướng, thì e rằng ông Thưởng sẽ bị những kẻ hạ bệ dễ dàng. Đây là hình ảnh quan trường hiểm ác, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã phải đi Nhật chữa bệnh và không biết đến khi nào mới xuất hiện trở lại. Vị trí chủ tịch nước là vị trí hữu danh vô thực, chức thì cao và thực quyền thì không có. Vị trí này được xem như vị trí dễ bị tấn công và rất khó phòng thủ. Nếu ai có nhiều kẻ thù mà ngồi vào chiếc ghế này thì rất nguy hiểm. Đó là một thực tế chứ không phải vì cái dớp như nhiều người vẫn đồn đại theo hướng ma mị. Ông Tô Lâm có rất nhiều kẻ thù, nếu ông ngồi đến chiếc ghế chủ tịch nước thì phúc ít họa nhiều là điều ai cũng có thể thấy. Nếu ông không thể thấy, trường hợp ông Trần Đại Quang là một sự cảnh báo rất rõ ràng cho ông Tô Lâm. Vì thế, ông Tô Lâm dường như đã chối bỏ là một cách rất hợp lý. Theo đánh giá của cây viết trên, thì ông Võ Văn Thưởng ngồi vào ghế chủ tịch nước là thích hợp nhất bởi Võ Văn Thưởng hiền lành, không gây thù, chuốc oán với ai. Ông Thưởng ít kẻ thù nhưng ngồi vào đó khó, dễ bị tấn công. Khó phòng thủ này thì có thể ngồi được lâu vì ông ta ít thủ oán. Từ khi ông Trần Đại Quang ngồi vào thì sau đó hầu hết không ai ngồi đủ nhiệm kỳ vì bản chất nó là như vậy. Không khó để nhận ra cái lò ông Trọng dạo gần đây đốt dữ dội hơn trước. Sức nóng của cái lò này cho thấy mức độ mâu thuẫn giữa các đồng chí với nhau đang căng thẳng như thế nào tại Trung ương Đảng. Tưởng đâu thời ông Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Phú Trọng đối đầu, các đồng chí mới có thể thuốc nhau. Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Tấn Dũng về vườn, thì hiện tượng các đồng chí thuốc nhau vẫn không hề giảm đi, mà có phần khốc liệt hơn trước. Trường hợp ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đang chữa bệnh rất nặng tại Nhật Bản là một ví dụ cho thấy sự khốc liệt của nó. Đây là hình ảnh không đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng, ông Võ Văn Thưởng cũng ít bất an hơn. Hiện nay ông Võ Văn Thưởng ít kẻ thù và là người đứng dưới trướng thế lực mạnh nhất. Xem ra ông Thưởng là người ít gặp nguy hiểm nhất so với những người khác khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước. Tuy nhiên vì sức bảo vệ của ghế này quá mỏng manh cũng nên e rằng ông Võ Văn Thưởng ngoài việc không động đến ai thì còn phải cầu trời nữa. Bởi ghế ông của ông Thưởng cho dù có nhiều người chê nhưng cũng có lắm kẻ thèm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Phận sinh vật cảnh Võ Văn Thưởng làm gì để tồn tại chốn quan trường hiểm ác.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng đại bại, 10 năm đặt bẫy, chuột càng sinh sôi và càng phàm ăn hơn. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2014, khi đó, thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát, kê khai tài sản của quan chức. Chỉ thị này được ban hành như một loại luật, có thể tạm gọi là luật bẫy chuột. Bởi chỉ thị này được ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong lúc đối thủ chính trị của ông đang mang tài tiếng về tham nhũng, làm dân chúng bất mãn rất lớn. Tài sản của quan chức là tài sản tham ô mà có. Kiểm tra tài sản và truy ra nguồn gốc thì e là quan chức nào cũng bị dính. Chỉ cần lấy tài sản nổi của quan chức mà chia cho mức lương họ nhận được thì ra ngay mà thôi. Ít thì cũng bằng 100 năm tiền lương, mà nhiều có thể lên đến hàng ngàn năm tiền lương chứ chẳng chơi. Đây là hình ảnh kê khai tài sản quan chức, một chính sách thất bại toàn diện. Từ khi ký ban hành chỉ thị số 33 thì lại xuất hiện nhiều quan chức xây biệt phủ bằng buôn chổi đót, hoặc xây biệt phủ bằng chạy xe ôm và xây biệt phủ tiếp bằng cách làm thối bóng tay vân vân. Hàng loạt quan chức có tài sản bất minh không hề giải trình hợp lý, nhưng chưa thấy Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý trường hợp nào đến nơi đến chốn cả. Đấy là thất bại thảm hại cho cái gọi là chỉ thị số 33 mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành cách đây 9 năm. Mới đây, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, đã ký ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chỉ thị số 33. Mục đích của việc này là nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 10 năm thực hiện chỉ thị số 33. Có thể nói chỉ thị số 33 là một chỉ thị thất bại ê chề. Vì thế mà ông Trạc mới thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, để thay thế cho chỉ thị số 33. Thực ra chỉ thị số 33 chỉ là văn bản, vấn đề là người đứng đầu chỉ đạo thực hiện nó như thế nào đây. Dù cho có viết lại và công tác chỉ đạo yếu kém thì tình hình vẫn như thế. Cho nên vấn đề không phải là viết lại mà thay đổi cách thực hiện. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc đang cho soạn chỉ thị thay thế chỉ thị 33 của Bộ Chính trị. Từ khi chỉ thị 33 ra đời thì chuột ngày càng nhiều và càng to hơn trước. Trước đây tham quan, tham nhũng vài trăm tỷ là lớn, nay tham nhũng cả ngàn tỷ không phải là hiếm nữa. Ló ông Trọng dựng lên đốt mãi mà vẫn không hết củi thì điều đó cũng chứng minh hùng hồn cho thấy thất bại của chỉ thị 33 nó đến như thế nào. Thông thường để bẫy được chuột thì người ta phải dùng mồi để dụ, tuy nhiên bẫy dởm không diệt được chuột thì kết quả là chuột đớp mất mồi. Giết rồi chuột không sợ bẫy nữa và cứ thấy bẫy là chúng lại tìm cách vớ lấy mồi. Loại bẫy như thế chỉ làm cho chuột thêm no bụng và sinh sôi nảy nở ngày thêm nhiều. Ở Việt Nam, vị trí như Nguyễn Phú Trọng được xem như là vua. Ông Trọng sẽ không bị ai đánh giá năng lực, không ai có thể kỷ luật ông vì ông đã để cho chuột sinh sôi nảy nở nhiều đến thế. Đánh chuột chỉ là phần ngọn, không cho chuột tồn tại mới là cái gốc. Việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng là công việc nuôi gốc hớt ngọn. Nếu cứ cách làm như thế này mãi, không bao giờ diệt được tham nhũng và những đàn chuột kia. Đây là hình ảnh 10 năm bẫy chuột, ông Nguyễn Phú Trọng để lại chuột lộng hành hơn trước. Khi nào còn sự lãnh đạo của Đảng thì tham nhũng vẫn tồn tại. Bởi với mức lương chết đói mà Đảng Cộng sản trả cho người làm quan chỉ ngang bằng lương của thợ hồ. Tuy nhiên, thợ hồ thì sống ngày hai bữa còn khó, nhưng quan chức thì nhà lầu và ô tô đắt tiền nhàn nhã. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đủ thứ văn bản chống tham nhũng, nhưng trong cơ chế có vô số kẽ hở để quan chức trục lợi. Vì thế, việc chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ như công dã tràng, không bao giờ thực hiện cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Ông Tổng bại, 10 năm đặt bẫy chuột, chuột càng sinh sôi và phàm ăn hơn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.